Một đợt nắng nóng mới thì đang nhen nhóm quay trở lại Bắc Bộ, Trung Bộ từ ngày hôm nay. Một vài nơi ở Sơn La, Hòa Bình và vùng núi Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ chiều nay sẽ cao trên 35 độ. Và sang ngày mai thì dự báo là Sơn La, Hòa Bình và vùng núi Thanh Hóa tới Quảng Ngãi sẽ có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 35 đến 36 độ. Hai ngày cuối tháng 5 thì nắng nóng sẽ mở rộng ra khắp Bắc Bộ, trong đó Tây Bắc Bộ là vùng tâm nóng, nhiệt độ tăng lên 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Còn với Trung Bộ thì nắng nóng diện rộng có thể kéo dài ít nhất là đến ngày 2 tháng 6, tức là thứ Bảy tuần sau. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tại miền Trung, những vụ cháy rừng liên tiếp trong những năm qua đã để lại những hậu quả nghiêm trọng. Người dân không chỉ mất rừng, mất sinh kế, mà ở những nơi khu vực bị cháy còn đối mặt với tình trạng xói mòn, sạt lở. Các địa phương thì đã nỗ lực trồng mới rừng, thế nhưng mà công tác này cũng gặp rất là nhiều khó khăn về kinh phí, nhân lực và phải mất nhiều năm nữa mới có thể phục hồi lại rừng được như ban đầu. Đây là vụ cháy rừng tại tiểu khu 90 xã Xuân Hồng và tiểu khu 92A thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đã có hơn 92 hecta rừng bị ảnh hưởng sau vụ cháy, trong đó có đến 67 hecta rừng bị thiêu rụi. Sau 4 năm, những dấu tích từ vụ cháy vẫn còn, nhiều cây thông cổ thụ vẫn không thể phục hồi được. Cơ sở thì có nhiều cái khó khăn vướng mắc. Cái thứ nhất là về cái kinh phí để rồi phục hồi lại cái rừng này. Vì ngân sách cấp huyện thì lại cũng không thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái quá trình khi mà trồng sóng thì công tác chăm sóc, bảo vệ hàng năm thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Còn tại khu vực hướng Nam xã Sơn Châu và Sơn Lệ, huyện Hương Sơn, đã có hơn 100 hecta rừng đã bị thiêu rụi toàn bộ. Nhiều hộ dân được giao khoảng rừng rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất. Để tìm lại sinh kế, những hộ dân này buộc phải vay mượn ngân hàng để trồng rừng thay thế. Cuộc sống vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn. Cái khó khăn thứ nhất là về cái chi phí đầu tư trồng lại rừng đối với người dân là rất lớn. Quân bình 1 hecta rừng để trồng để phục hồi lại được sau 3 năm thì phải mất khoảng 30 triệu, mà đối với người dân đó là một cái khoản tiền rất lớn. Cái thứ hai nữa là cái khó khăn nữa là cái rừng ở Hương Sơn thì trải rộng khắp cả địa bàn huyện, mà cái nguy cơ thì rất cao. Trong cái đó lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng thì rất mỏng. Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có khoảng hơn 200 hecta rừng bị cháy, trong đó có hơn 50 hecta rừng bị thiêu rụi hoàn toàn. Tỉnh Hà Tĩnh đã trích gần 2 tỷ đồng để tiến hành trồng rừng thay thế và phục hồi những khu rừng bị cháy. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức của cộng đồng trong chung tay bảo vệ rừng. Bởi một khi rừng bị cháy thì phải mất rất nhiều năm rừng mới có thể phục hồi trở lại. Vâng ạ, nguy cơ cháy rừng thì sẽ còn đáng lo ngại hơn trong tuần tới khi mà nắng nóng sẽ quay trở lại, nhiệt độ lại tăng cao. Và để phòng chống cháy rừng thì bà con cần thường xuyên nạo vét kênh mương trong rừng và bìa rừng để trữ nước, không đốt nương lấy mật ong trong những ngày nắng nóng. Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Hiền với những lưu ý vừa rồi.